Jenny Phơ Phạm cùng chồng đưa các con đi du lịch nhan sắc và mẹ bốn con giếm trọn spotlight. Vợ chồng Hoa hậu Jenny Phơ Phạm, doanh nhân Đức Hải đưa ba con đi nghỉ hè tại xứ sở Hoa Anh Đào. Loạt ảnh trong veo nhẹ nhàng khoe nhan sắc cái bốn con của Jenny Phơ Phạm khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Cô vẫn giữ được vóc dáng thậm chí còn xinh đẹp và thăng hạng nhan sắc so với trước đây. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Jenny Phơ Phạm đã đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng chồng và ba con trong loạt ảnh các thiên thần nhỏ nhà nàng hậu hào hứng trong chuyến du lịch nghỉ hè sau một năm học tập các con đều đã nghỉ hè nên dù bận rộn vợ chồng cô vẫn cố gắng thu xếp thời gian để cả nhà cùng nhau đi hâm nóng tình cảm con gái lớn của cô là bé na nay ra dáng thiếu nữ và trông hệt bản sao của bố bé không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực nhảy múa ca hát theo trendy phơ phạm đây là lần đầu tiên các con đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc nên rất hứng thú với cảnh sắc các nét đẹp văn hóa nơi đây Trải nghiệm được các bé thích nhất là mặc kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản, khi dạo chơi ở cố đô Kyoto. Jenny phơ phạm và con gái lớn, bé Na, mặc trang phục đồng điệu khi thăm một ngôi chùa cổ ở Kyoto. Bé Na năm nay 11 tuổi, được mẹ nhận xét có năng khiếu nhảy múa, nấu nướng, chăm ngoan, học giỏi. Hoa hậu chủ động làm bạn của con, ủng hộ mọi điều bé thích. Na là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Hoa hậu phơ Phạm và doanh nhân Đức Hải. Cô bé được nhận xét là bản sao của bố về ngoại hình và càng lớn càng điệu đà giống mẹ. Trong chuyến du lịch gia đình, Na luôn ra dáng dị lớn khi chăm sóc các em. Bé nấm năm nay 4 tuổi, cũng được mặc kimono dễ thương khi dạo chơi chùa cổ. Nu, 8 tuổi thích thú khi được mặc trang phục truyền thống của đàn ông Nhật Bản và liên tục tạo dáng như võ sĩ trước ống kính của bố mẹ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh như Chúc gia đình có chuyến đi chơi vui vẻ cả nhà ai cũng đẹp, trên cả tuyệt vời. Chúc nàng và gia đình luôn bình an và hạnh phúc bên nhau. Mãi trẻ đẹp nhé Jennifer nàng hoa hậu mà tôi ngưỡng mộ nhất. Ngày càng trẻ trung, xinh đẹp Jennifer ơi. Chiếm bo ly nhất vẫn là Jennifer phạm với nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ 18. Ở khoảnh khắc nào đi chăng nữa nàng hậu vẫn cực tràn trở với làn da trắng miệng cùng ngũ quan hài hòa. Cô còn tình tứ bên ông xã doanh nhân. Cả hai trông như thời mới hẹn hò. Jennifer phạm hết tuổi trong bộ trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản nhìn qua không ai đoán được đây đã là bà mẹ bốn con. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng, Jennifer Phạm cùng tận hưởng những khoảnh khắc ấm cúng, đầy ắp tiếng cười cùng những người yêu thương. Sau chuyến nghỉ hè tại Nhật Bản, gia đình Jennifer Phạm sẽ về sang Mỹ để thăm con trai Bảo Nam và ông bà ngoại.